Rồi, Hiệt Tiên xin chào quý ông bà cô chú buổi chiều ở mộ của chú Vũ Linh. Bây giờ là mấy anh em sẽ vào để chuẩn bị là lau mộ. Thì các cô là đến rất là đông nè cô chú anh chị để hấp vô như chú Vũ Linh. Dạ, em chào anh chị. Dạ, con chào cô. Bữa nay là cô đi viếng mộ chú Vũ Linh. Đấy, không tự nhiên chạy vô là biết Sài Gòn. Biết đi kiếm Vũ Linh rồi trời ơi. Đi kiếm Vũ Linh là hỏi cái ta biết liền à. Hỏi ai? Dạ. Gặp ai hỏi là biết liền, không biết. Thấy cô ở xa không cô? Cô ở Sóc Trăng. Ồ, Sóc Trăng. Vậy là cô lên đây hồi nào cô? À, lên qua. Dạ. Lên qua nhà lại nhà trọ nhỏ đó rồi giờ nãy giờ đi hồi trưa hồi sáng giờ á. Dạ. Đi núi Bà Đen. Dạ. Rồi về quẹo vô đây luôn. Rồi chừng nào là cô về Sóc Trăng lại cô? À, sáng ngày mốt. Dạ. Vậy là tối nay là mình còn ở Bình đó Dương. Đi chơi ngày mai còn đi chơi bữa nữa, mai đi Vũng Tàu. Dạ. Mai đi Vũng Tàu mai, chơi. Rồi còn con cái nó dẫn đi đúng không cô? À cũng như bà này má nó rồi lên nhà nó không có gì á. Dạ. Lên thì nó chở đi chơi, chở xe nhà. Chào chào các cô nha. Cô mình ở đâu tới hai cô? Sóc Trăng. Mấy cô kiến giả về quá đâu. Sóc Trăng. Là cô mình từ Sóc Trăng đi thẳng lên đây luôn hay sao? Cô lên Bình Dương rồi. Lên Bình Dương rồi mình mới qua đây. Chào các cô nha. Đi Bình Dương chùa vào đây. Hello các nó mình nào nắng lắm hết. Đi Tây Ninh sáng giờ đi nước Bà Đen. Dạ. Dạ nước Bà Đen. Về đi ngang về mới ghé. Không giờ mình đi kiếm châu mát thôi. Cái bà này tên cái cây đó cây sắm đời đúng cô. Ở cây sắm đời nay cây sắm đời. Cái đó nó héo rồi đó. Mà bỏ nó xanh đẹp lắm. Bữa nó xanh đẹp lắm giờ héo nắng quá nó héo còn. Mình đi núi Bà Đen về hả cô? Ừ. Dạ, ở trên núi Bà Đen con nghĩ còn nắng hơn ở đây rồi đó. Nắng nhưng mà mình ở trên chót vót nó mát. Mát. Mà dạ, mình vui không? Trên đó mát. Vui. Mát. Dạ. Mai mà mấy cô đi buổi sáng hả cô? Sáng là mới đi sớm để săn mây. Tới trên ấy chảnh còn. Dạ. Vậy là sáng ở trên bà trên đó mây đâu nhiều lắm hả cô? Ngày mai là Vũng Tàu là đông lắm tại lễ á cô. Vũng Tàu ha. Đông vui. Đông lắm không? Tàu quay đèn nước á hả? Còn lại mấy anh em. Mấy anh Tàu đông lắm hả? Đèn nước gì đó không? Đèn nước ở Bình Dương hả? Đèn nước ở Bình Dương. Đèn nước ở Bình Dương. Ngày mai là mấy cô đi Vũng Tàu. Vũng Tàu đông lắm hả? Ơi. À, khi nào mấy anh em mình mà có tiền cái anh em mình tổ chức đi Vũng Tàu đi. Mình phải làm cái gì mới được chứ. Hả? Thì mình đi bít tít mình đi xe máy bình thường thôi. Mình chạy nó cũng không có tốn tiền. Cái mình ra ngoài mình tổ chức cái tiệc nhỏ nhỏ vậy đó ở ngoài bãi biển đó. Trời ơi, chân vui lắm ha. Cái này là 15 mét cũng ước lâu lắm. Nhưng mà cái bãi biển Vũng Tàu là nó không cho tổ chức tiệc. Nhưng mà mình nếu mình ước thì mình ước cho trọn vẹn luôn đi, đừng mình ước thì chịu mấy nữa, mình muốn chiếc xe 7 chỗ. Phải không? Anh nói nghe nè. Tại vì khi mà mình đi về mà trong ngày giá nó sẽ khác. Mà mình đi dụ mình đi 2 ngày 2 đêm giá nó sẽ rất là đúng đắt rồi. Luôn. Kêu ông Nam là không bao giờ đắt nha. Nhưng mà ổng không biết chịu đi hay không. Nhưng mà ổng có chịu đi nha không. Ngày hôm qua ông Nam ổng có lên trận đó. Bữa mình đi cái mình hồi ổng nói giờ đi 2-3 ngày nữa về cũng được. Tùy theo. Ngày hôm qua anh Nam có lên trận nha. Nói giờ ngày bay đi tới ngày mai ta cũng biết chịu mà đi. Nhưng mà ảnh có nói vợ chồng em là ai muốn đi ké anh em đi ké mà ảnh có đi nhưng mà để qua lễ đi. Qua lễ cho mấy anh em mình để mà phiêu nhiều có cái kinh phí. Có cái kinh phí gì đó cái mấy anh em mình mấy trăm ngàn á. Đúng rồi. Cái mình đi chơi rồi mình thuê khách sạn rẻ rẻ thôi, khách sạn trên mình một phòng mà 3-4 giường đó. Mình đặt online á. Vô rồi cái mình đợi sống 2 giường. Là cho mấy anh nam là ngủ chung hết nhau. Đó. Vậy là mình đang lên chuẩn bị lên kế hoạch là chuyến dã ngoại Vũng Tàu đúng không? Đúng. Mình lên kế hoạch đi. Rồi ok, giờ mình chuẩn bị lên kế hoạch từ từ ha. Giờ mình lên kế hoạch từ từ là chúng khi nào tới đó nếu mà được cứ dậy đi rồi anh em mình tính sao. Không thì ai muốn đi cứ đăng ký. Ai đăng ký đâu qua cảm đi. Ai. Đó. Nhưng mà đi đó chạy xe nổi đi nha. Đi xe máy hả? Đúng rồi. Đi. Tới đó mình nước. Đúng rồi, mình đi xe máy đi, còn cái tiền mà muốn xe đó để mình muốn xe 7 chỗ luôn. Còn ví dụ như là mình có nhiều cây chị muốn mệt ngang xương luôn á, em muốn xe 7 chỗ luôn mà mình đi cho nó khỏe á. Lỡ con xe 7 chỗ rồi sao? 7 chỗ mình muốn 9
chị xỉu luôn à, mới quay phim Tiểu Long xong mà bắt đầu xỉu rồi. Hay là tới bữa đó mình bắt cặp xe máy đi cho nó, mình lấy cái tiền dư không muốn xe nó ra để mình hưởng phòng hả, tiết kiệm chi phí. Đúng rồi, đặt đặt online nó rẻ lắm. Nhưng mà thường ví dụ mình đi ba biển ở ngoài Vũng Tàu một đêm á thì biển đi là mình phải ở ban đêm. Đúng rồi, phải ở lại chứ mà đi về là mệt lắm. Cũng như thôi, để như tại ở nhà tắm hồ bơi chỗ sướng. Đúng không? Mình đi như vậy nó sẽ thoải mái hơn. Ở đi sáng mai về sớm. Buổi trưa về. Đi ra ngoài tắm rồi. Nhưng mà mình đi gần gần thôi tại đi chung tim mà. Tạm gần gần đây. Lên kế hoạch trước thôi, chúng ta có kinh phí mình đi tiếp. Tại con hết cạn dầu luôn à. Đó thì mình chỉ cần là mình đi qua ngày thường, sớm. Không cần ngày lễ gì hết. Đi vô mấy ngày lễ mắc gì nữa lại. Vậy ha. Còn hiện tiên hả mất nước rồi đi Đà Lạt. Ha, à, mình đỡ đi Đà Lạt. Thôi. Đà Lạt mắc nha. Thật sự Đà Lạt không có gì để chơi. Đà Lạt đi thì chỉ là để cũng được danh mặt và hẹn hò những người yêu, có cảnh này kia. Sợ đi nhóm không có gì để vui chơi, có ăn uống gì thôi, ngắm cảnh chụp hình thì có làm gì đâu. Thiệt mà. Oh, hello anh Phong. Trời ơi, gì vậy anh? Ông hả bom tại bộ luôn á. Cái gì vậy? Trời ơi. Áo vàng hả bom. Bà con ơi, áo vàng bê bối, áo vàng hả bom tại mộ luôn. Ờ, tưởng là chuyện gì, hoang hoang, tưởng là làm gì. Ở đây ít nhất là cũng hai phụ nữ mà anh làm với mắt mặt. Nhưng mà đã ra chỗ khác rồi, phải ngồi tới chỗ. Biết nha, biết bao nhiêu ca mới ra cho là thấy. Vậy mới vui. Vui cái gì mà vui, anh làm cái kiểu mắt mặt quá. Con cái để ý. Chiều nay thì mấy anh em cập nhật thêm cho bà con cô bác một cái tin nữa, đó chính là mình hơi buồn bà con ơi. Tức là cái show diễn sắp tới tại Mỹ Phước là đã bị tại Mỹ đúng không? Tại Mỹ. Tại Mỹ. Ở bên Tây thì diễn rồi. Là sao là... vậy? Không biết sao không? Ờ đừng nói sao không? Anh. Gì? Em có góp ý nè, đây em quay được. Hello anh xách nha. Ờ sao anh đưa xách cái mặt anh vậy? Không. Không, không. Hello anh chuột nha. Anh biết sao không? Anh làm thì em biết sao không? Trên mạng Facebook mà biết à. Dạ, quyết định gì để hai bà gọi cho. Còn bên đây. Mà em góp ý anh Phong nha, mình quay mà mình đưa vô mặt người ta vậy là không nên đâu. Tại sao mình dùng điện thoại mà bán người ta đó. Làm người ta nhiều khi cũng ngại nữa, đang hỏi hỏi mình cái nghe thấy cái điện thoại vô là ai trả lời nữa. Điều tối kỵ của anh em YouTuber mình quay hình á là đừng có đưa điện thoại sát vào mặt khán giả. Em á, là em là YouTuber mà em thấy anh đưa vô vậy mà em cũng sợ mà đừng nói gì khán giả. Còn khó chịu đây hả? Đúng rồi. Dạ. Cùng vậy mình có được một vé đi xem phòng trà, xem Tiền Long hát nha. Cái gì bóng hả? Phòng trà đã với sâu. Cảm giác anh như thế nào chị chịu dọn dẹp một? Nãy giờ nãy giờ mất khả bơm. Hai khả bơm. Thế là bé hoa nè, biết mà là bé thường. Vé bình thường, vé ngồi ở giữa, ngay trung tâm. Trời ơi, bao nhiêu vé anh ấy nha. Cũng cần tầm 300. Vậy là bạn bé biết rồi. Không, chưa. Biết rồi 500. Ủa vậy là 800. Gì này là... Một mắt gì? Vé anh tôi hỏi là nằm ở khoảng 500. Anh ơi, cho em hỏi là chị này là chị thứ mấy của anh vậy? Chị ba Điền Lý. Công nhận chị ba Điền Lý cũng thương anh quá ha. Chắc điều ước chỉ là ước mơ. Thôi mình đứng ở ngoài mình quay được rồi, bà xã ơi. Như Tây Ninh á thì còn được. Anh đâu con cũng có cây anh đâu anh. Ủa mà này là phòng trà mà chồng. Hả? Anh nói phòng trà đó chứ không phải là bữa mấy trăm đồng đâu. Thì phòng trà nhưng mà vé đắt quá. Vé VIP là 800. Vé đắt. Vé hàng ngồi bình thường. 500, 400. Còn đồng giá trên lầu là 200. Nhưng mà phòng trà là mình không có được mấy nước bà. Âm thanh nhạc sống là rất là hay đó. Ủa nhà thì phải hay rồi.
ở đâu không chị? Các cô đi thăm quan mộ nghệ sĩ. Các cô đi nghiệm thu ha. Nổi con này không là người ta làm bằng cây bông trang nè. Dạ, nè. Cây đó làm dạ. Đẹp hả cô? Con đó là con rồng xanh. Nè, cây bông trang đó. Tấn để mộ chú Du Linh. Con rồng xanh. Quấn quanh cây này đó. Sao anh mộ của ông Du Linh là hoành tráng vậy ta? Dạ. Cô nói nha. Ông là ông Hoàng, Hồ Hoàng. Ông Hoàng thì nó sẽ khác với những bộ khác thôi. Còn cái cây này mình biết là gì không? Cây đó là cây phát tài. Cây này phát tài sao cô? Dạ phát dạ, tài cô. Tài đó. Cái phát tài người ta uống đó con. Sao giống cái cây gì là giống cây trường xanh? Cây trường xanh là nó có một cái đường cắn luôn. Mà trường xanh là nó thẳng xuống. Trời hả? Nó có cái lá nó có một cái đường trắng. Ủa, thì đi đưa anh cái cây là gì vậy? Trời ơi, la ngổ luôn rồi. À, bây giờ la màu chú. Ủa, em lấy cái điện thoại anh bỏ ở đây luôn hả hả? Thì tiên này giỏi nha. Quá tuyệt vời hả? Quá tuyệt vời. Một cô vợ quá xuất sắc. Đúng là con tôm nói dưới một bầu. Không có biết đâu, nhỏ em cũng như không. Chồng trang vợ húp, gật đầu, khen chơi. Chứ không phải khen chơi. Chồng trang về, vô tôm mà nấu dưới một bầu. Chồng trang vợ húp, nhỏ ngồi gật đầu. Ủa, nói tập bậy tập bạ. Thì đúng rồi, chồng cho vợ hút đứa con nhỏ giữa lắc đầu rồi. Muối xanh men. Ờ, không cho nhỏ ăn. Đứa chồng chen vợ hút hoài. Ờ, à, hồi nãy mà cái gì vô vô quên mất tiêu ta. Cái này nãy tự nhiên đang nói quên mất tiêu luôn. Bông nói cái bầu sâu quy, quỷ. Quỷ kèo. Quên bầu sâu quy là quỷ quỷ cái xô tại bên cá à bà con ơi. Nói chung tại, là mấy anh em cũng biết sớm giờ rồi. Tại vì thôi đừng có biện minh, đứng che cái camera người ta kìa. Tại vì ủa thì đứng ngay cái này thôi, giờ tao biết sao. Che cái lưng luôn á, quy cái lưng mình á. Thì cái này là mấy em cũng đã gọi điện bầu xô để hỏi và cũng đã được đưa cái thông tin rất là chính xác. Thì tại vì mình định là sao vé. Nói chung là có nhiều bà con tại bến cá cũng rất là uổng a, cũng rất là tiếc khi mà nghe cái thông tin này. Tại có nhiều bà con tại bến sát bến cá thì cũng rất là mong được mà xem chị Hồng Loan hát, nhưng mà có lẽ vì cái show hôm qua nó ảnh hưởng, do là hôm qua là tại tên mình rất cũng hơi vắng đó, cho nên là cũng ảnh hưởng một phần nữa ha. Do là cái đợt này là cái đợt nghỉ lễ 30/4/1/5 khá là lớn luôn, chỉ tới là 5 ngày, cho nên là bà con về quê là một, cái thứ hai á là cái ngày 27 á là đa số là mọi người sau khi mà tan ca xong á là mọi người về quê luôn. Thường là ngày 28 sẽ là ngày rạch. Tại ví dụ như là bà con ở Bình Dương đi mà về Tây Ninh thì người ta 28 là ta về rồi, thì tối người ta 28 người ta có thể là xem được. Hồi hôm này á là không có mốt đi về, đi từ đây mà về xuống Bình Dương là dân đi về quê nhiều lắm với bà con đó. Rất chứ là đông. Là hay đi qua. Quê của bạn thôi. Cho nên có lẽ là bầu xô Huy hẹn lại bà con bến cát trong một cái dịp khác. Tại vì cái dịp lễ này là đa số là bà con về quê nhiều lắm. Ai ở đâu thì về chỗ đó đúng không? Đúng rồi. Đó, cho nên đây cũng là một cái tin mà khá là buồn trong buổi chiều ngày hôm nay khi mà các anh em cũng đã biết được cái thông tin ha. Tại vì đa số bà con bến cát này cũng rất là mong, nhưng mà nhiều khi bà con ở miền Tây lên á thì bà con về quê đâu có xem được đâu. Cho nên đó cũng là do duyên số thôi. Nhưng mà cái show tại Trống Đồng là vẫn diễn ra như bình thường. Cho nên là mấy anh em sẽ tiếp tục đến Trống Đồng ủng hộ hai vị đi bến cát, mình đi xa hơn thôi. Mà mình
ủng hộ bánh cát thì là coi như là ở đất nhà, quê nhà của mình thì nó sẽ vui hơn. Đúng rồi, còn trong đồng thì đi hơi xa hơn. Phải đi trong đồng thôi. Nhưng mà thay vì mình vô mình xem thì mình đứng ở ngoài mình ủng hộ. Tại vì giá vé của nó cũng khá là cao đúng không? Đúng rồi. Ê, em hôm nay em ở ngoài ủng hộ còn mấy anh đi vô phải không? Đúng rồi. Hai kỳ này em vô đi, anh đầu tư cho em đi vô. Không, ở ngoài có mấy cô trò chuyện vui lắm. Vậy là thôi mình ở ngoài mình trò chuyện ha. Có fan của Hiển Tiên. Và nghe nói là cái phòng trà The V Show là một trong những phòng trà nhất nhì của thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Tức là độ hoành tráng á. Và đây là phòng trà của danh hài Vân Sơn, một trong những danh hài hải ngoại nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. Thì cái tên mà quay show là tên Văn Sơn á. Tên của tiếng Anh. Đúng rồi. Đó, chú Vân Sơn thật sự là một trong những danh hài rất là nổi tiếng nha bà con. À, cho nên á là chị Hồng Loan mà diễn tại phòng trà V Show đó là một trong những cái diễm phúc rất là lớn luôn. Mà kỳ này là chị Hồng Loan là ở giữa poster luôn nha. Đúng rồi. À, giữa poster luôn. Và được bầu show Trâm Anh cũng đã chia sẻ cách đây cũng ít ngày rồi. Thì sao không? Nghĩ là cái show của phòng trà này sẽ được rất là nhiều bà con ủng hộ, tại vì nó có tổ chức nè, nó có về an ninh nè, đúng không? Đúng rồi. Về chỗ ngồi thì nó cũng sắp xếp được những cái chỗ ngồi rất là đúng chỗ, đúng giá. Chính xác. Và có với lại nước, nó kèm theo giờ cái số tiền mà mua vé của mình luôn. Có nước luôn. Có nước. VIP mới được nước nha. Được, còn đảm an toàn. Còn ví dụ như là mình ý là mình không được mang nước từ bên ngoài vào thôi, nhưng mà ở bên trong vẫn có bán nước rất là nhiều loại. Và khi mà người ta bán nước cho mình á thì ở trong những cái bịch rất là kiên cố, tức là không bị rơi vãi nước ra bên ngoài. Ví dụ như có ngã đi thì nó cũng không có bị tràn nước ra bên ngoài, để đảm bảo là cái vệ sinh an toàn cho phòng trà sạch sẽ. Tại vì đây là một cái phòng trà là nhất nhì của Sài Gòn mà. Đó. Thì nói chung là cũng có tin vui cũng như là tin buồn ha. Tin buồn là show tại Bến Cát là đã bị hủy rồi. Còn tin vui là chị Hồng Loan sẽ được biểu diễn một trong những cái phòng trà nhất nhì của Sài Gòn luôn. Đó là một trong những cái tin khá là vui ha. Cũng như là tại Trống Đồng ngày 30 tháng 4 gần nhất. Thì hôm nay là ngày 28 rồi. Ngày mai là 29, ngày mốt là 30 ha. Thì ngày mốt thì các anh em sẽ có thể là tranh thủ sớm nhất để xuống xuống sân khấu Trống Đồng để mà review bà con cô bác, rồi quay cho bà con ha, xem rồi cái cảm nghĩ của bà con khi mà xem chị Hồng Loan biểu diễn như thế nào đó, và cũng như là ước lượng khán giả cũng như là cái quy mô của quy mô tổ chức của cái sự kiện đó. Thì thôi bây giờ mấy anh em sẽ đi hấp hương trước mà trò chuyện cho bà con chắc là tới tối luôn, vẫn chưa hết gì những cái câu chuyện. Nhưng mà hôm qua mặc dù là khán giả vắng nhưng mà show diễn đó với chị Hồng Loan là rất là thành công, chị Hồng Loan rất là nhiều lòng nghe qua những cái hoa được khán giả nói chung là to luôn á. Đối với bầu show thì tuy là hơi buồn nhưng mà chị Hồng Loan là bà con. Chờ mấy anh em hấp hương trước khi ra về, cô chú chị ơi. Bây giờ đang chảnh để không, để gì ở giữa quá nhiều khi. Thank you.
thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì 16 Bình Dương cũng có một số những cái câu chuyện để kể cho bà con cô bác nghe ha. Tin cũng hơi buồn cũng như là tin vui gửi đến cho bà con cô bác với cô chú chị nha. Thì bà con cô bác có những đóng góp ý kiến cho hay là bình luận bên dưới để 16 Bình Dương biết nha. Đến đây thì 16 Bình Dương chúc cho toàn thể bà con cô bác có một cái buổi chiều tối vui vẻ và ấm áp bên gia đình người thân, có một cái kỳ nghỉ tuyệt vời nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tiên khóc luôn bà con ơi. Khóc gì xúc động. Tiền tiên là em đặt đó chị. Không, tên của hiện tiên đâu phải hiện tiên đâu chị. Đó là tên kênh thôi. Ủa không phải tên hiện tiên luôn hả? Dạ không. Ở ngoài là hiện tiên. Cục tiên. Tiên kia tiên ở trên trời. Tại vì cái thị tiên á là nó có tiên cái làm có người cầm kênh rồi nó trùng rồi. Đúng rồi. Xuống đây chiều tải thì rất hay. Nếu mà tiên nghĩ tiên bay gì trời. Trời ơi cái này mới hay nè. Chị Bích đúng là nhà thơ luôn á. Chị biết nhà thơ Duyên An Bùi không? Em hay đọc bình luận của khán giả đó và phát hiện nhà thơ Duyên An Bùi là một trong những nhà thơ hay cực kỳ luôn. Chị biết sao hay không? Tức là xuất khẩu hành thơ, tức là tác giả người ta có cái câu chuyện người ta đăng lên cái bài viết thì cái nhà thơ này mới biến cái thông điệp của cái tác giả đó, đó là hành thơ, rất là hay nha. À, buổi chiều là đốt cho chú ba điếu thuốc coi như vậy ha. Để cô qua nhờ mấy anh em ở đây đốt thuốc. Sáng là cô cũng có mua cây thuốc mới đó, rồi mua bánh bía cà phê sữa cho chú. Nhưng bữa nay trái cây cũng ít nè, nhưng mà có bánh bía đâu nè. Bây giờ hai bàn cúng dễ hai bàn cúng nè cũng được đầy hết. Rồi, buổi chiều ở mộ của chú Vũ Linh đến đây kết thúc của chú anh chị ha. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có những ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Hiện Tiên nha. Bây giờ là Tiên xin chào cô chú anh chị.